ladies and gentlemen, on behalf of the association, we would like to do a little surprise in the girls or explain to you because we need the funding from open during the association. Kính thưa quý vị, để giúp cho chúng tôi cái hội đàn ông bảo thủ người Úc tiếp tục hoạt động, chúng tôi có làm một cái thống kê nhỏ nhỏ để trình bày với nhà lãnh chính phủ để xin thêm tiền của chính phủ để run cái hội. Thành ra xin quý vị vui lòng giúp chúng tôi trong cái việc điền cái đơn mà các em đang đi thống kê. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc phẩm rất nổi tiếng, đó là nhạc phẩm Một Cõi Đi Về. Ladies and gentlemen, to continue the night, we would like to introduce to you another song that called Một Cõi Đi Về. And this song, once again, is performed by our best singer, Miss Khanh. Okay, how about the bathroom, the kitchen?